Vào đèn nguyên đề này mở cửa rồi các bạn. Hôm nay họ cũng tổ chức để du lịch cho các bạn. Hôm nay thật là khẩn thận đấy. Hôm nay là ngày khẩn. Hôm nay là đúng ngày chủ nhật. Mình không biết lịch họ khấn như thế nào, không biết giống mình đạo Phật không. Đền thần đạo rất gắn liền với cuộc sống hàng ngày của người dân Nhật Bản các bạn nhé. Xong chưa ta? À, xong rồi các bạn. Hôm nay là lễ thành hôn các bạn. Mình đoán không nhầm, đây là lễ thành hôn của hai người, có một cô gái và một chàng trai. Mình đang có mặt tại một cái lễ cưới về tôn giáo của Nhật Bản, đó là thần đạo các bạn. Các bạn xem lễ cưới thần đạo, người ta đã cúng ở trong cái đền này xong rồi. Bây người ta đưa cô dâu chú rể đi về các bạn. Để cho đôi vợ chồng này trăm năm hạnh phúc thì người ta đến ngôi đền này để cầu nguyện. Nghi thức này rất là vất vả các bạn. Khả năng bà tên xanh là mẹ. Cưới của hai người. Đúng thật kèm trong được. Bắt bức đi các bạn xem. Đi nè. Ăn cắp ra. Và ngôi đền này nữa các bạn. Vất vả thế. Tổ chức lễ cưới Nhật Bản tốn kém lắm các bạn. Chi phí để mà thuê dịch vụ, đây là dịch vụ các bạn nhé.
Và đây chắc là vào đây đánh chén các bạn. Đã xong rồi đấy, ta đi về thôi, giờ ta cũng đi đánh chén các bạn. Giờ ta đi tìm cái món ăn vặt mua gì chén các bạn. Oh,